Chào thầy và các bạn, em đại diện nhóm IAK30 xin trình bày cây gieo trị xuất tinh sớm. Ngày nay, xuất tinh sớm là một trong những nguyên nhân gây rối loạn cương dương ở mọi lứa tuổi trong nam giới. Vì vậy, cây gieo không chỉ giúp cải thiện các vấn đề về tiểu tiện mà cây gieo còn trị xuất tinh sớm và tăng cường độ cương cứng, giúp kéo dài thời gian quan hệ một cách hiệu quả nhất. Cây gieo là gì? Thực hiện như thế nào là chuẩn xác nhất? Mời thầy và các bạn cùng nghe. Cây gieo là bài tập tác động xương mu đến nhóm cơ mu cục, gọi tắt là nhóm cơ BC, được xem là có tác động lên hệ niệu sinh dục. Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy rằng cây gieo mang nhiều lợi ích như tăng cường sự cương dương cả về thời gian lẫn chất lượng, phục hồi chức năng trong các trường hợp rối loạn cương dương, tăng lưu lượng máu đến sinh dục, giúp tăng độ nhạy cảm đến cậu nhỏ, giúp gia tăng khoái cảm, giúp giải quyết các vấn đề về xuất tinh sớm nhờ sự kiểm soát tốt hơn các hoạt động của nhóm cơ buồng chậu, xuất tinh nhiều hơn và mạnh hơn. Cách xác định nhóm cơ BC. Hãy nghĩ rằng đang đi tiểu, có người gõ cửa và bạn dừng ngay lập tức, và nhóm cơ lập tức siết chặt lại để giữ nước tiểu, đó là nhóm cơ BC. Ngoài ra bạn tưởng tượng cảm giác cần đi đại tiện nhưng nín, đó cũng là cách xác định nhóm cơ BC dễ dàng nhất. Nguyên tắc chính của bài tập cây gieo là co thắt và thư giãn nhóm cơ BC một cách tương tự. Cách thực hiện có 3 bước: bước 1, bước 2, bước 3. Bước 1, làm ấm, siết chặt cơ BC trong 3 giây, sau đó thả lỏng trong 3 giây rồi siết lại, lặp lại như vậy trong 4 lần, rồi nghỉ trong 10 giây và chuyển sang bước 2. Bước 2 là tăng tốc, siết chặt cơ BC trong 1 giây, sau đó thả lỏng trong 1 giây rồi siết lại, lặp lại như thế trong 10 lần, rồi nghỉ 10 giây mới chuyển sang bước 3. Bước 3 là củng cố, siết chặt cơ BC trong 8 giây, sau đó thả lỏng ra trong 4 giây và siết lại, lặp lại 4 lần. Lưu ý, bài tập cây gieo sức tinh trị sức tinh sớm tốt nhất bạn nên tập lúc bạn quan trống, do đó bạn cần đi tiểu trước khi tập. Em trình bày đến đây là hết.